Từ tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận gần 172 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ 104 đợt với tổng số khoảng 154,5 triệu liều, còn khoảng 17,1 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến 14:30 ngày 20 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 139,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại. Đến ngày 19 tháng 12, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 130 triệu liều, trong đó có hơn 69,1 triệu liều mũi 1, hơn 59,5 triệu liều mũi 2, hơn 1 triệu liều mũi 3 đối với vaccine Abdala. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 96,9% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 83,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt như sau. Miền Bắc là 93,4% và 78,8%. Miền Trung là 94,4% và 81,9%. Tây Nguyên là 90,6% và 66,4%. Miền Nam là 99,9% và 88,9%. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên như sau. 31 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 95%. 12 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ từ 90 đến 95%. 20 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ dưới 90%, trong đó có 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất từ 78,6% đến 83,1%. Tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên như sau. 17 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90%. 33 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 70 đến dưới 90%. 11 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 50 đến dưới 70%. Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được hơn 8,6 triệu liều, trong đó có hơn 6,5 triệu liều mũi 1, hơn 2,1 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 71,2% và tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều là 23,5% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt như sau. Miền Bắc là 67,7% và 8,8%. Miền Trung là 50,1% và 11,7%. Tây Nguyên là 59,4% và 0,1%. Miền Nam là 86,1% và 50%. Các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này, gồm Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.